Một show giải trí được quảng cáo là chương trình âm nhạc thực tế lần đầu tiên được sáng tạo và tổ chức bởi người Việt, cho người Việt và vì người Việt, nhưng lại dính nghi án sử dụng bản đồ không có biển đảo của Tổ quốc. Kể từ khi lên sóng, chương trình Anh Trai Say Hi đã thu hút được sự chú ý và được sự yêu thích của một lượng đông đảo khán giả. Cứ mỗi tập tung ra đều on top, chiếm sóng mạng xã hội. Cho đến ngày hôm qua cũng là phá đảo thế giới ảo, nhưng có lẽ kiểu phá đảo này thì chương trình không thích cho lắm. Một đoạn video cắt ra từ chương trình Anh Trai Say Hi được cho là chiếu bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Khán giả yêu cầu chương trình lên tiếng đính chính và làm rõ. Dù vậy, ekip chỉ lặng lẽ xóa phân cảnh này ở bản YouTube, vẫn đăng video mới trên fanpage nhưng không đề cập đến vụ việc trên. Do đó, rất nhiều cư dân mạng đã tràn vào fanpage của chương trình để thả phẫn nộ trên các bài viết mới. Cho đến tối ngày hôm qua, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mới lên tiếng. Chương trình Anh Trai Say Hi được đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty VA Channel hợp tác sản xuất, phát sóng trên kênh HTV2. Theo HTV, hình ảnh quả địa cầu trong video chỉ mang tính biểu tượng 3D nhằm thể hiện ý tưởng của đội ngũ sản xuất chương trình. Hình ảnh quả cầu 3D thể hiện đầy đủ phần đất liền, đại dương, đảo, mây và không thể hiện ranh giới hành chính của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đơn vị sản xuất nói thêm rằng, đoạn hình thể hiện quả địa cầu xoay với mây che phủ diễn ra rất nhanh, tức là khoảng 3 giây và ở tỷ lệ rất nhỏ. Biểu tượng này không thể hiện đầy đủ thuộc tính của bản đồ vì không rõ ranh giới, hành chính các quốc gia, vùng lãnh thổ. Việc thông tin cho rằng hình ảnh quả địa cầu, mô hình 3 chiều mô phỏng trái đất là bản đồ là chưa chính xác. HTV cho rằng việc một số trang web chụp lại một khung hình và đưa thông tin như đã nêu có tính cưỡng ép, khiến người xem ngộ nhận đây là bản đồ Việt Nam và không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi các chương trình của truyền hình Việt Nam đang rất khó khăn trong việc khẳng định chỗ đứng trong lòng khán giả, việc các trang mạng cùng lan truyền thông tin khiên cưỡng sẽ khiến khán giả thiếu thiện cảm và quay lưng với các chương trình Việt Nam. Các thông tin nêu trên được lan truyền trên mạng là không chính xác. Với tinh thần cầu thị, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp tích cực của khán giả và đã nghiêm túc làm việc với ekip sản xuất, rút kinh nghiệm để tránh những ngộ nhận, hiểu lầm như trên trong những chương trình tiếp theo. Tóm tắt ngắn gọn là nhà sản xuất không sai, khán giả sai, vì xăm soi, đại ý là như vậy. Không biết hiểu lầm ra sao chứ tôi thấy chuyến này là căng rồi đó, khi mà đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẳng định sẽ tiến hành kiểm tra xác minh thông tin chương trình Anh Trai Say Hi chiếu bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Chúng ta hãy cùng đợi kết luận của cơ quan chức năng. Những bản đồ lạ xuất hiện trên sản phẩm, ấn phẩm không còn là câu chuyện mới. Vào năm 2020, Bộ Thông tin Truyền thông đã yêu cầu xử lý nghiêm các xe dán bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa và Trường Sa. Sở dĩ Bộ lên tiếng là bởi vì nhiều ô tô có dán hình ảnh bản đồ Việt Nam trên kính, thân xe, khung biển số xe nhưng không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đáng lo ngại hơn, những món đồ này được sản xuất hàng loạt và bán tự do cả offline lẫn online và có thể dễ dàng lắp ráp vào biển số xe do cơ quan chức năng cấp. Trong khi đó, xe thì chạy đi khắp nơi khắp chốn, biết bao nhiêu người nhìn thấy mỗi ngày. Tương tự năm 2021, nhà chức trách đã xử phạt hành chính công ty Hướng Tới Minh Bạch vì đăng bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa. Sang tới năm 2023, liên tiếp nhiều vụ sử dụng bản đồ sai chủ quyền quốc gia bị phát hiện. Tỉnh Khánh Hòa phạt hành chính công ty tổ chức sự kiện bơi lội Ocean Man. Trang thông tin điện tử chính thức của sự kiện này đăng tải bản đồ định vị vị trí của giải bơi, lấy nguồn từ bản đồ của Liaflet OpenStreetMap là một đơn vị tư nhân, thể hiện thông tin xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tiếp đó, ngay cả Grab, ứng dụng quốc dân cực kỳ phổ biến ở Việt Nam cũng dính phốt. Nhiều người dùng đã phát hiện với khu vực quần đảo Trường Sa, ngoài một vài tên thực thể như Sơn Ca Sinh Tồn được thể hiện bằng tiếng Việt thì tên các thực thể khác được thể hiện bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Bãi đá Vành Khăn thuộc chủ quyền Việt Nam không được thể hiện bằng tiếng Việt mà chỉ được thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Bản đồ của Grab còn thể hiện bãi chữ thập thuộc chủ quyền Việt Nam là huyện Nam Sả. Nguyên nhân được hãng đưa ra là thiếu sót trong khâu kiểm duyệt dữ liệu bản đồ, xuất phát từ việc sử dụng bản đồ mã nguồn mở, đó là OpenStreetMap, để làm bản đồ nền, sau đó chỉnh sửa, địa phương hóa dữ liệu phục vụ việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Không chỉ có trường hợp của Grab, một thương hiệu thời trang của Việt Nam là Yodi cũng bị phát hiện đăng tải một bài viết trên website và fanpage của công ty có hình ảnh bản đồ thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Công ty sau đó lên tiếng xin lỗi, nói rằng do sai sót trong lúc xử lý hình ảnh và kiểm duyệt nội dung của video.
Một sự việc còn đáng tiếc hơn đó là khi Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có rất nhiều du khách ghé chơi, mua đồ lưu niệm nhưng lại bán những món đồ in hình bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo. Không chỉ đồ lưu niệm, những con tem có hình bản đồ được bày bán tại đây cũng thể hiện không đầy đủ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Báo Tuổi Trẻ đã phỏng vấn các nhân viên trông coi quầy hàng lưu niệm. Họ cho biết các tem này đều do Bưu điện phát hành. Không chỉ thiếu quần đảo, những sản phẩm có đường lưỡi bò cũng từng khiến không ít cá nhân tổ chức lao đảo. Năm 2019, nhà phát hành phim CGV đã bị phạt hành chính 170 triệu đồng. Một số nhân sự cục điện ảnh bị khiển trách vì duyệt phim Adominable, tựa Việt là Người Tuyết Bé Nhỏ. Hoạt hình có cảnh bản đồ đường lưỡi bò nhưng được cấp phép chiếu 10 ngày rồi mới bị rút khỏi rạp Việt. Tương tự, công ty truyền thông WPP cũng bị xử lý do đặt quảng cáo và nội dung phim Fly to You, Hướng Gió Mà Đi phát trên mạng xã hội YouTube, trong phim có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Những sự việc trên không khỏi khiến chúng ta nghĩ đến những câu chuyện đối lập, đó là cầu thủ Trần Quyết Chiến không lòng vòng đã bỏ giải với trên sóng truyền hình trực tiếp trận đấu giao hữu giữa anh và tay cờ Dick Jasper ở Thượng Hải đã bị lồng ghép hình bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò. Do vị trí ngồi của cầu thủ Trần Quyết Chiến quay lưng với màn hình nên không thấy được hình ảnh. Tuy nhiên sau trận, Chiến được nhận thông tin từ người xem trực tiếp tại Việt Nam. Ngay lập tức, anh đã xin bỏ giải và đặt vé về nước. Hay sự kiện streamer Độ Mixi cùng người hâm mộ đã tạo nên một bức tranh bản đồ Việt Nam trên mạng xã hội Reddit với đầy đủ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cùng thông điệp Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Dạo trên các diễn đàn mạng, chúng ta có thể bắt gặp những bình luận kiểu như sao phải sợ một cái bản đồ không có những đảo vẫn còn đó, việc gì phải xoắn lên. Hoặc ngược lại, người ta nói bắt bản đồ thể hiện làm gì, có giỏi bơi ra biển mà bảo vệ đảo. Những quan điểm đó đều rất sai lầm. Có thể nhiều người cho rằng hình ảnh bản đồ Việt Nam trên các vật dụng như nón, áo, khung biển số xe hay chỉ vài giây lướt qua trên màn hình là nhỏ. Việc thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chỉ là những chấm nhỏ nên không chú ý và dễ dãi cho qua. Tuy nhiên, chính những bản đồ khiếm khuyết sẽ làm người dân mất cảnh giác về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, biển và đảo. Hiện nay Việt Nam đã có đầy đủ các bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng các thế lực xấu vẫn tìm cách phủ nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Những quốc gia tranh chấp biển đảo với Việt Nam cũng có thể dựa vào tình trạng lưu hành bản đồ không có Hoàng Sa và Trường Sa ngay tại đất nước Việt Nam để gây bất lợi cho chúng ta trong công tác đấu tranh pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Bên cạnh đó cũng cần nhắc thêm là hình ảnh những đường lưỡi bò phi pháp bị các thế lực xấu tìm cách cài cắm tinh vi, len lỏi khắp nơi, khi thì ở cái áo phông du lịch, khi ở cái mũ lưỡi chai, lúc thì ở cái đèn lồng đỏ. Khi chúng ta sử dụng, lưu hành phát tán những sản phẩm đó, chẳng khác gì chúng ta tự mình công nhận những yêu sách phi pháp. Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đúng mức thì nó sẽ trở thành sự thật. Đó là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Phát xít Đức. Câu nói đó là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta ngày hôm nay.